Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 15: ung thư hoàn toàn không có triệu chứng báo động. Nhiều người cho rằng ung thư là bệnh trời kêu ai nấy dạ. Có một sự thật rằng nhiều loại ung thư khi phát bệnh đều có triệu chứng. Tuy nhiên, nhiều người chủ quan không đi khám bệnh. Bạn cần nhớ những điều sau đây. Bất kỳ ai cũng có thể mắc ung thư. Tuy nhiên, ung thư thường gặp ở những người lớn tuổi, chủ yếu ở người trên 50 tuổi. Đừng quá vô tâm để cho điều bất thường nào đó xuất hiện trong cơ thể của bạn ngày này qua ngày khác. Nếu bạn thấy có một dấu hiệu gì bất thường hay một triệu chứng lâu ngày không hết thì hãy đến gặp bác sĩ ngay. Những triệu chứng của ung thư có thể rất giống với triệu chứng của những bệnh lành tính khác. Ung thư nếu được phát hiện sớm đồng nghĩa với việc điều trị có hiệu quả, thậm chí là khỏi hoàn toàn. Nếu bạn có một trong những triệu chứng dưới đây, hãy đến gặp bác sĩ ngay để được thăm khám toàn diện, để loại trừ bệnh ung thư hoặc phát hiện ung thư giai đoạn sớm nhất có thể. Khó thở, cảm giác thở không nổi, xuất hiện nhiều ngày. Ho ra máu, không cần biết là ho nhiều hay ho ít, bạn phải đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Ho kéo dài, ho trên 3 tuần. Khàn tiếng lâu ngày, khàn tiếng trên 2 tuần. Loét miệng lâu lành, loét miệng khoảng 3 tuần mà không tự khỏi. Nuốt khó, nuốt vướng, cảm giác mắc nghẹn ở cổ họng mà không tự khỏi sau vài tuần. Ăn uống khó tiêu vài ngày, liên tục cảm giác ăn uống khó tiêu kéo dài trong nhiều ngày, thậm chí có cảm giác đau bụng âm ỉ lâu ngày. Thay đổi thói quen đi tiêu nhiều lần trong ngày, lúc tiêu chảy, lúc táo bón, phân nhỏ dẹt, hay có cảm giác mót rặn kéo dài 4 đến 6 tuần. Đi tiêu ra máu, rất dễ nhầm lẫn giữa bệnh trĩ và ung thư đại trực tràng. Đi tiểu ra máu không phải là một dấu hiệu thường gặp trong bệnh ung thư, nhưng ung thư dùng tiết niệu có thể làm cho bạn tiểu ra máu. Tiểu khó, tiểu gấp, tiểu thường xuyên, tiểu đau là triệu chứng thường gặp của bệnh nhiễm trùng tiểu, hay gặp ở phụ nữ, nhưng nó cũng có thể là triệu chứng của ung thư. Sụt cân, sự thay đổi cân nặng là một điều hết sức bình thường, nhưng nếu sụt cân quá nhanh thì đó là điều đáng lưu tâm. Xuất huyết âm đạo bất thường, xuất huyết âm đạo ngoài, ngày đèn đỏ, xuất huyết sau giao hợp hoặc xảy ra ở phụ nữ đã mãn kinh. Sự thay đổi bất thường ở tuyến vú, sờ thấy một khối cứng không đau hoặc một bên vú to hơn bất thường, thay đổi màu sắc da của vú, đau vú, chảy dịch núm vú. Khối u, bất cứ khối sượng cứng chỗ nào trên cơ thể. Nốt ruồi thay đổi, đột ngột to nhanh lên, thay đổi màu sắc hoặc chảy dịch, chảy máu. Vết thương da không lành, vết thương da lở loét, rỉ máu, không lành trong nhiều tuần, thậm chí là bạn không có cảm giác đau thì đó đều là những dấu hiệu bất thường. Đổ mồ hôi ban đêm, nó có thể là dấu hiệu của một bệnh lý nhiễm trùng, thậm chí có thể gặp trong thời gian mãn kinh của phụ nữ, nhưng nó cũng có thể là dấu hiệu của ung thư. Đau không giải thích được, nếu đau trên 4 tuần mà không thể giải thích là do một bệnh lý nào khác, ví dụ như viêm khớp, thì bạn cần đi kiểm tra. Nếu bạn có một trong các triệu chứng trên thì điều đó không đồng nghĩa bạn mắc ung thư, vì có rất nhiều bệnh lý lành tính khác cũng có những triệu chứng tương tự. Tuy nhiên, đây là những triệu chứng báo động, bạn phải lưu tâm đến sức khỏe của mình. Sự thật, nhiều loại ung thư có triệu chứng khi khởi phát bệnh. Thạc sĩ bác sĩ Trần Hoàng Hiệp. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ruy Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.